Don't right. Lúc nào rất hay được chuyển với bạn em lúc cao khi bạn vào lưới bóng cúp những diễn biến khó lường vẫn tiếp tục xuất hiện trên sân hàng đấy với một cú dứt điểm treo góc cực kỳ đặc sắc của lúc nào và đường truyền của Jose Alcante cũng là rất vừa vặn tạo được giữa hai ngoại binh của câu lạc bộ Hải Phòng. Bàn thắng đến ở phút thứ 77, một thời điểm rất nhạy cảm dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Hướng cướp được bóng của các cầu thủ áo đỏ. Dứt điểm. Sút bóng không vào. Dứt điểm. Một buổi chiều thứ bảy cho bạn xem hai bàn thắng đã xảy đến trong trận đấu giữa Thanh Hóa và Đất Sách Nam Định. Tiếp là những cú dứt điểm của Lê Á Giang và cú đất Tisa Manu. Nguyễn Mạnh đã có thể cản phá được những cú dứt điểm đầu tiên. Nhưng sau đó thì Văn Tùng đã xuất hiện một cách bất ngờ trong sự sững sờ của các cầu thủ áo trắng. Quả đánh đầu rất nguy hiểm. Đó là một tình huống đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Xuân Mạnh đã rất cố gắng để phá bóng. Bất thành và đành nhìn cao thủ Hải Phòng vươn lên dẫn trước. Quả đánh đầu cực kỳ khó chịu của Triệu Nguyên Hưng. Xuân Mạnh phá bóng ngay trước vạch vôi nhưng vô tình lại trở thành một pha bóng anh dứt điểm tung lưới nhả. Mắt hùng đi dường với quả tặng bóng đã chọc cây đều vào phía trong. Mamadou cố gắng chắc chắn dứt điểm. Không cho về các Bình Dương. Hai cái bàn đầu tiên của Bình Dương ở mùa giải mới. Thêm một lần Bình Định phòng ngự bóng bổng không tốt. Ở đứng trước Văn Lâm đã tỏ ra lúng túng. Bây giờ tiếp tục là sự lúng túng của Văn Lâm và thủ của Dujica. Bàn thắng của Duy Thường. Hai cái bàn đầu tiên của anh trong mùa mới. Chính mùa giải trước Duy Thường thi đấu ở Việt Nam trong vai trò Chúng nào chân trái quá tuyệt vời. Lúc nào đang nhấn chìm sân hàng đấy. Chúng ta cùng chờ đợi và fan mừng tiếp theo của lúc nào là như thế nào khi mà ở pha bóng đầu tiên lúc nào sau khi đá tung lưới thủ thành quan chuẩn thì anh đã nhảy hip hop để ăn mừng. Hai tình huống ăn mừng liên tiếp trên sân hàng đấy trước đội bóng U câu lạc bộ Hà Nội. Xuân Mạnh pha trung biên đánh đầu cán quyền và một tình huống bất ngờ tăng tốc bên phía anh lang cánh trái và Tam Huệ đã thể hiện sự sắc sảo của mình. Một cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Chúng ta cần phải nhắc về khả năng phối hợp và kết nối với nhau và di chuyển giúp người của Văn Quyết và sau đó là tình huống tạt bóng vào tới từ Xuân Mạnh. Tất cả đều diễn ra hoàn hảo. Đánh đầu của Tam Huệ cũng là rất căng. Đánh đầu ngay vào góc gần đã khiến cho thủ thành nhìn thấy bất ngờ. Đưa bóng vào, đánh cơ! Lại là Ra Quenter. Cú đánh đầu không thể chê được của Ra Quenter. Và niềm vui đã trở lại với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng như các cộng sự của mình cũng như là các cổ động viên của Tết Xanh Nam Định. Và đây là không cần đến một quả penalty nữa, Ra Quenter đã ghi bàn trong một tình huống bóng sâu. Khá hợp lý. Bóng đến với vị trí của Hữu Sơn tương đối trống trải nơi hành lang cánh phải. Hữu Sơn đánh đầu.
vòng đấu thứ hai thì anh đang trở thành cầu thủ ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng trên sân hàng đẫy dành cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đây là niềm vui của các cổ động viên Hải Phòng, người mà người ta ngỡ rằng sẽ không thể có mặt ở trên sân hàng đẫy vì lệnh cấm. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả tạt này. Quả tạt của Hữu Sơn, đó là một tình huống lựa chọn điểm rơi quả bóng rất tốt đến từ Lương Hoàng Nam. Lương Hoàng Nam chắc chắn là cầu thủ có chiều cao thấp nhất xuất hiện trong vòng cấm ở tình huống vừa rồi, nhưng khả năng chọn vị trí thì không chê vào đâu được. Một cầu thủ chỉ cao có vỏn vẹn 1m60 thôi thưa quý vị, đã đánh đầu tung lưới thủ thành Quan Văn Chuẩn. Bây giờ là tình huống kiểm tra rằng liệu đã có lỗi việt vị của Hữu Sơn ở pha bóng trước đó hay chưa. Và có vẻ như là bàn thắng đã được công nhận. Quả tạt rất vừa tầm của Hữu Sơn dành cho Lương Hoàng Nam. Ở những mùa giải năm nay thì cái tên số 1 trong khung gỗ của Lương Hoàng Nam là Dương Quang Quân. Người đã đến với đội bóng này từ khi còn thi đấu ở hạng nhất.